Trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, sáng ngày 1 tháng 2 năm 2023, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đi thăm, chúc mừng năm mới và kiểm tra công tác sản xuất tại xã Suối Hoa. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường. Theo báo cáo của xã, thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình kinh tế xã hội của xã ổn định, an ninh trật tự đảm bảo, nhân dân ăn Tết vui vẻ, tiết kiệm. Sau Tết, xã đã tham gia đầy đủ các nội dung tại lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023, thực hiện nghiêm túc công tác tuyển quân, nhiệm vụ sản xuất được thực hiện theo khung thời vụ. Về tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình dự án trên địa bàn xã, đến thời điểm này có nhiều thuận lợi. Một số dự án kết quả giải phóng mặt bằng đạt tỷ lệ cao. Ý kiến phát biểu của đồng chí Đinh Anh Tuấn, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã biểu dương sự nỗ lực của toàn xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí cũng vui mừng thông tin trước, trong và sau Tết. Trên địa bàn huyện diễn ra nhiều sự kiện lớn như tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa, lễ hội khai hạ với quy mô lớn. Nhờ sự đồng thuận, đoàn kết, chung tay thực hiện của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, trong đó có xã Suối Hoa, các sự kiện được tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần động viên, khích lệ nhân dân vui tươi phấn khởi bước sang năm mới với khí thế mới và thắng lợi mới. Đối với xã Suối Hoa, hiện nay đang có nhiều chương trình dự án triển khai thực hiện trên địa bàn. Ngoài các dự án về du lịch, xây dựng trụ sở xã, có công trình đường giao thông ngoài hoa quốc lộ 6, đồng chí Bí thư huyện ủy mong muốn Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình dự án được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã nói riêng, huyện nhà nói chung. Đồng thời, quan tâm chú trọng đến công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho gia súc và thủy sản. Động viên nhân dân tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm để phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hăng hái tham gia xây dựng xã nông thôn mới. Đồng chí Bí thư cũng nhấn mạnh, năm 2023, lãnh đạo xã có sự thay đổi về nhân sự. Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã được luân chuyển từ huyện về. Đồng chí mong muốn, cùng với sự nỗ lực, học hỏi, cố gắng của cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy xã, tập thể Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã cùng đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023 với kết quả cao hơn, không ngừng đưa đời sống của người dân ngày càng nâng cao về vật chất, tinh thần, đưa xã nhà phát triển hơn nữa. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra một số khu vực triển khai các dự án về du lịch trên địa bàn. Đến thăm chúc mừng năm mới, đồng chí Bùi Văn Nguyên, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Ngoài Hoa, nay là xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.